mình sống mình ăn, nói chung là cây mà cơm thì là được phần thể xác bằng chúng ta của chúng ta, còn có phần linh hồn thì chúng ta phải có lời Chúa để alo anh Minh ơi, anh nghe đây. Nước anh kêu bao nhiêu bình vậy? Kêu thêm 30 bình nữa đó. Anh đòi đúng không? Anh xin phép nhá anh nha. Rồi giờ anh tiếng lại phải khụt nữa, khủng lắm. Tự nhiên. Còn mấy cái đi lấy cơ. Món gì nào? Món này món gì? Anh ơi, anh lấy cái đũa cho nó ăn gắp thôi thôi, thôi cho tàu. Thế mà. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Để anh hết rồi. Đây là món tàu anh ơi. Ờ cho anh một nửa chén cơm. À đợi Nhi ơi. Quay gì quay lâu anh. Đẹp thế. Anh quay không giúp ăn em thôi. À đội mình tên gì nhỉ? Robo hay gì? Là Rosanima. Có ai hiểu về vị thánh nào? Yeah. Không ạ. Anh cũng chẳng biết vị thánh này. Về cố gắng tìm hiểu lại vị thánh của mình nhá. Để cho con coi nhận thức như thế nào. Thấy không? Rồi đây. Cho anh nửa chén thôi. Ý. Đi vay không? Ở trên này, đây là ở rồi, rồi, rồi. Bây giờ chị Lan đi ba độ đều có ba cái hình của chị Lan ăn hết á. Quê ghê. Chị nó trốn rồi. Kỳ luôn. Qua công việc chứ. Anh tuyệt nha, anh tuyệt á. Hai cái luôn. Người quay. Thấy chưa? Quay luôn kìa thôi. Chị cứ chụp hoài. Thôi lên anh Thành chụp thì chụp công khai đi. Giới thiệu bác anh Thành. Giới thiệu cầm đồ gì lên. Thấy em không anh, thấy em không anh. Đi chụp. Quay phim xong rồi đưa lên cho. Bên này toàn là hot girl không em. Cảm ơn anh Thành. Cảm ơn anh Thành là hot boy à. Đúng rồi. Chụp nhanh nhanh nhanh. Bên chỗ có hai cái giống như vậy nè. Mấy cái phim mà cứ chụp cái gì em kêu anh kia mà. Anh chụp nè anh ơi. Lại như phải cầm đũa phải dai. Làm như đầu bếp cúc đũa ngoài. Trời ơi, chị Trang ăn gì mà cái to to thế. Chảy lắm kinh nghiệm không? Có gì ăn không? Dạ còn, đây. Chảy gì mà nó đắng thế luôn. Anh nhân ăn chưa? Ăn rồi. Ngon. Cái này bắt cho quỳ. Trang ngồi xuống Trang. Tại vì mình đang ăn chay nên nó hụt, nó phải quỳ ra nó đúng một cách. Cái hệt đó trộn cái đứa này. Ác thiệt. Thôi mày đừng có phá rồi sao mày. Ừ đúng rồi. Con người ta có phá không à? Tốt hả? Tốt hả? Sẽ tốt không? Đừng cho lộn điểm. Cái điểm đi ha. À, cái túc à, túc à. Dạ vô xe túc kìa. Kim tớ coi, ta cầm ta đi. Nội dung ham. Gì vậy? Anh chung chung ra ăn trước, tụi em tao. Dạ anh chung chung. Trời ơi, trời. Mình mà không nhắc. Chung chung, chung chung, kìa. Mấy thằng kia mặc định mê lắm. Dư hấu ngon quá à.
Vô hết mùa không? Xin á. Đi bác. Trên kia rồi, đội hòa bóng. Lấy bịch rác xong rồi lấy bịch. Ủa nó bác ăn đồ để nó chấm điểm à? Tưởng ăn sạch rồi chứ. Cái này chắc đi xin đâu rồi. Anh thử em nha, thịt ngon lắm. Còn hai lắm không, nha, hai lắm ngon lắm. Dưa hấu 30 ai nấu, ai nấu á, ai nấu. Chết, đang chết. Là có cái anh chị đó đúng không? Không. Đúng không? Ý là mà đoàn kết là không bao giờ nấu ngon được. Có. Có. Mỗi người thêm tí mắm, tí muối làm sao nó ngon được. Rồi, cầm một hộp muối lên đây. Không, có thể là nhiều đứa gọt dưa. Thôi ché thôi, ăn không hết đâu. Đây. Dạ. Dưa hấu mua ngon ghê luôn. Đây mua á. Ai mua, ai mua. Chẳng lấy chồng được chứ. Dưa hấu thấy hả? Đúng không? Dưa